Xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua phải nói là chính trường Hoa Kỳ có nhiều chuyện rất là vui lắm luôn. Vui có, buồn có, mà nghĩa là nó đủ thứ chuyện đó, liên quan đến Covid-19, liên quan đến bầu cử tổng thống vân vân. Tôi không biết chọn cái nào, nhưng mà tôi thấy có một câu chuyện cũng lạ chọn để trình bày cùng quý vị. Đó là cái chuyện là có một nhóm bác sĩ, người ta tự nhận là Frontline Doctor, tức là bác sĩ ở tuyến đầu của nước Mỹ. Hôm thứ Hai vừa rồi, ngày 28 tháng 7, họ đã có một cuộc họp báo ngay trước Tối cao Pháp viện. Thì ban đầu người ta thấy cái cuộc họp báo được bình thường, thường các cái tổ chức ở Mỹ, người ta muốn làm một cái gì đó cho người khác gây chú ý. Người ta hay chọn làm họp báo trước Tòa Bạch Ốc, hoặc trước Quốc hội, hoặc trước Tối cao Pháp viện, là ba cái nhánh của chính quyền Mỹ là gọi là hành pháp, lập pháp, tư pháp đó. Thì cái nhóm này họ chọn là họ đứng ngay cái thềm của Tối cao Pháp viện. Họ nói cái gì? Họ nói có hai chuyện. Thứ nhất, họ bảo rằng chúng tôi là bác sĩ ở tuyến đầu, và chúng tôi thấy một cái điều là quý vị đừng có sợ Covid-19, đừng có sợ. Nếu mà sợ, muốn chữa Covid-19 có hai chuyện. Thứ nhất là uống Quinine, uống Quinine là hết. Mà cái điều này đã được Tổng thống Đô Trâm từng nói là tôi có uống 14 ngày rồi. Ông còn ra lệnh mua 2.9 triệu liều thuốc Quinine nữa để mà chữa đó, cho bà con. Đó, thứ nhất. Cái thứ hai họ nói là gì? Đeo khẩu trang không bảo đảm là Covid-19 không lây lan. Có nghĩa là gì? Dù có đeo nó vẫn lây lan. Đó là hai cái chuyện. Mà họ nói như thế, họ bảo là có đeo khẩu trang không có làm giảm được. Thì cái chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau khi cái video này đưa lên, người ta quay cái đoạn này đưa lên, trong vòng 6 giờ đồng hồ nó go viral, cái gì nó được chia sẻ rất nhiều. Đặc biệt được chia sẻ trong hai cái giới sau đây. Thứ nhất là cái nhóm gọi là chuyên môn nghĩ những thuyết âm mưu. Thứ hai là cái thành phần mà gọi là gì, mong muốn nước Mỹ được mở cửa. Và trên màn hình quý vị, cái video này do cái nhóm Tea Party lập ra, là cái nhóm này, cái họp báo này do nhóm Tea Party tổ chức. Và một trong những người bác sĩ ở đây nổi tiếng trong cái video này là cái bà Stella Immanuel. Và cái video này đã được cái trang web Breitbart News, một trang web cực hữu mà trước đây do ông Steve Bannon là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, ông này sáng lập, và bây giờ đang coi cái trang web này, và cái trang web nó truyền đi kinh hoàng lắm. Trong vòng vài giờ đồng hồ thôi thưa quý vị, hàng triệu người coi, cái video này. Thì thưa quý vị, trong đó đương nhiên cái nhóm mà khoái mở cửa là nhóm này cũng chống luôn cái chuyện mà gọi là trích vaccine vào trong người. Và đặc biệt có hai người share cái video này. Thứ nhất là Tổng thống Donald Trump. Thứ hai là ông con trai trưởng của ông Đô Trump, đó là ông Donald Trump Jr. Và Tổng thống Trump share lên, share cái này trên Twitter, và còn khoái quá, ông có tới 81 triệu người coi mà. Thì ngay lập tức thưa quý vị, người ta kéo xuống liền. YouTube, Facebook và Twitter kéo xuống ngay, bởi vì họ nói đây là cái cuộc họp báo đưa thông tin sai lệch. Thì ông Trump á, ông kéo xuống liền. Còn ông con nó cũng chưa kịp kéo thì bị Twitter phạt, cấm anh 12 tiếng đồng hồ không được sử dụng. Xin ban kỹ thuật cho coi cái hình lên, phân like lên cho bà con coi. Đây, không, cái hình phân like đó. Để chúng ta thấy rằng là Twitter phạt ông con trai của ông Trump như thế nào. Đây, chúng tôi cho quý vị biết là chúng tôi phạt tạm thời ngưng cái account của anh, đó là anh Donald Trump Jr. Đó. Thì thưa quý vị, tại sao mà họ kéo xuống? Thì các ba công ty Facebook, YouTube và Twitter họ nói rằng là gì? Đây là một cái video mà đưa nội dung sai trái, đưa thông tin không đúng, họ nói là misinformation về virus Covid-19. Đây cái bà bác sĩ Stella Immanuel. Họ bảo là không cần đeo khẩu trang. Bây giờ nó có cái buồn cười là chỗ này. Là bởi vì sao ông Trump ông share cái này đi, có nghĩa là ông đồng ý, đúng không? Thường người ta, quý vị đồng ý cái gì quý vị mới share, không đồng ý quý vị sẽ không share. Thì lại ông share cái này, có nghĩa là ông đồng ý là không đeo khẩu trang. Thì cái này nó lại ngược với vài ngày trước đó, ông tweet ra cái hình đeo khẩu trang ở tại bệnh viện Walter Reed, ông bảo là đeo khẩu trang là yêu nước. Quý vị thấy không, người ta đánh cái dấu chéo kìa đó, thấy không? Rồi đó, những cái này họ bảo là sai trái hoàn toàn. Cái này nó không khác gì là cái chuyện gì quý vị biết không? Ví dụ ông Đỗ Dũng đi ra họp báo bảo là hút thuốc lá không hại đến sức khỏe, cứ hút đi, có quyền mà, tự do ngôn luận, đúng không? Tự do ngôn luận. Nhưng người ta thấy rằng anh nói rằng nó sai hoàn toàn. Ai cũng biết hút thuốc lá là có hại sức khỏe. Bây giờ anh bảo là hút thuốc lá không hại cho sức khỏe, cho nên người ta kéo xuống, Thì ngày hôm sau cái nhóm này họ ra cuộc họp báo khác rồi họ tố cáo, họ bảo là họ bị bịt miệng, bị các cơ quan truyền thông này bịt miệng. Bởi vì chúng tôi nói lên sự thật, chúng tôi nói lên những cái điều chúng tôi muốn nói, đây là tự do ngôn luận của chúng tôi, vân vân, gây tranh cãi ghê lắm. Thậm chí cái bà bác sĩ Stella, xin lỗi quý vị, bà còn đòi kiện Facebook. Bà viết cho Facebook bảo mấy anh mà không đưa này lên là Chúa sẽ phạt mấy anh, God will punish you. Thấy chưa? Thế bà này là bà nào? Thì sau đó người ta mới điều tra, người ta mới biết là cái bà này đó, bà là bác sĩ thật, bà là người Cameroon. Bà đi học y khoa ở bên Nigeria, ở châu Phi. Bà qua Mỹ, bà có license làm việc đàng hoàng, làm là ở Houston. Nhưng mà cái chỗ văn phòng bác sĩ của bà đó, bà cũng là người giảng đạo luôn. Và bà từng giảng đạo, bà nói sao biết không? Những người nào mà có những khối u trên người đó là biết tại sao? Tại đêm ngủ mà nằm mơ làm tình với quỷ dữ. Đó. Bà nói có mấy cái bò. Rồi bà còn bảo nó có một số loại bệnh nó muốn chữa đó là phải lấy cái gene, lấy cái nhiễm sắc thể của một người hành tinh khác thì mới chữa được. Ngày hôm sau tờ Houston Chronicle phỏng vấn bà, bảo tại sao bà nói, bà bảo tôi tin là như vậy, tôi tin là cái Ninh chữa được Covid-19. Cái người ta bảo là ủa sao kỳ vậy? Thứ nhất là ông bác sĩ Anthony Fauci, ông nói cái này là không chữa được. Bà bảo như thế ông đó, bà bây giờ này ông có gặp bệnh nhân không? Bà không biết, tôi gặp bệnh nhân là ngày. Bà còn nói nữa, tôi chữa hàng trăm người rồi, bà trong cái video bà nói tôi chữa trên 300 người, mà tôi chữa bằng Kinh đó, Đó. Nhưng bây giờ ta coi lại cái bằng của bà đó, bà là không phải bác sĩ về chữa bệnh Covid-19. Bà chữa cái bệnh gì đó, bệnh gia đình gì đó, đại khái như thế. Đó. Thì thưa quý vị, cái này nó mâu thuẫn chỗ này nè. Cái thuốc Kinh đó, khi mà Tổng thống Đô Trump bảo là uống một hết, có thể chữa bệnh Covid-19 đó, thì ngay cái thời điểm mà ông nói ra như vậy đó, thì ngay FDA đã kêu ngưng lại, không có gọi là thí nghiệm cái thuốc này nữa, bởi vì nói rằng là cái hại nó nhiều hơn là cái lợi. Thành ra họ ngưng, không cho nó, họ bảo là không có một cái điều, không có bằng chứng nào cho thấy rằng là cái thuốc Kinh này có thể gọi là chữa được cái bệnh Covid-19. Thành ra là vào tháng 6 họ đã, FDA là cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc, họ đã không cho phép thử nữa. Đó, tức là họ cho cái authorization, emergency authorization là bởi vì cần chữa Covid-19 thì họ cho phép là dùng Kinh thử để chữa, nhưng mà đến tháng 6 họ ngừng. Điểm thứ hai nữa là cái cơ quan gọi là Viện Y tế Quốc gia, gọi là National Institute of Health đó, là họ cũng đang ngưng thử gọi là lâm sàng. Đó, tức là thử lâm sàng nghĩa là gì? Cho một số người vô một số các bệnh viện nằm thử, tôi cho uống thuốc Kinh thử xem như, họ ngừng luôn. Họ thấy là nguy hiểm quá, thấy không? Không bảo đảm như thế. Thành ra là cái tuyên bố của cái nhóm mà gọi là Frontline Doctor này, nó làm cho người ta thấy rằng là đưa thông tin nó không đúng, cho nên các cái trang mạng xã hội họ mới kéo xuống. Nhưng mà kéo xuống thì đã quá trễ rồi, người ta cắt ghép, người ta lấy được mớ rồi. Đặc biệt là cái nhóm gì, cái nhóm mà gọi là fan cứng của ông Trump nó quá ghê lắm. Họ thấy không, Covid-19 không có gì phải sợ hết, chúng tôi đã từng đi ra biểu tình bảo đừng có đeo khẩu trang cơ mà. Ở trên chương trình này tôi có nhắc quý vị một vài lần là tôi biết có một số người ngay trong luật cộng đồng Việt Nam là bảo đừng có đeo khẩu trang, nhưng mà khi tôi đi chợ tôi dắt con tôi đi thì tôi đeo, mà người ta còn đưa hình lên, nó không những đeo khẩu trang thường mà cái khẩu trang mà cái loại mặt nạ mà còn chống hơi độc nữa cơ. Đó. Thế bây giờ ngài Donald Trump mà ngài làm thì kẹt quá. Ngài tweet bắt đầu bài bảo là mọi người nên đeo khẩu trang mà tôi không đeo. Sau đó ngài bảo là đeo khẩu trang thì yêu nước. Bây giờ ngài lại share cái này ra của các bà bác sĩ Stella Immanuel bảo là đừng có đeo khẩu trang. Tôi nói là khổ fan cứng của ông Trump ghê lắm, không biết theo cái đường nào luôn đó. Cái đó là cái kẹt đó, không, cái này tôi nói thật. Nghe không? Cũng còn nhiều chuyện vui trong vụ này lắm. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị giữ màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái sự kiện ngày thứ hai vừa qua 28 tháng 7. Có một nhóm bác sĩ tự xưng là bác sĩ tuyến đầu của nước Mỹ đã có cuộc họp báo ngay trước Tối cao Pháp viện và tuyên bố rằng thuốc ký ninh có thể chữa được Covid-19, cũng như là không cần đeo mặt nạ, bởi cái đeo mặt nạ thì nó chẳng có giảm bớt bệnh. Thế thành ra nó gây tranh cãi ghê lắm, và được Tổng thống Đô Trump cũng như người con trai của ông tweet ra làm cho fan cứng của ông Trump không biết được đâu mà mò. Bởi vì như vậy là lại không yêu nước, ba hồi yêu nước, ba hồi không yêu nước, nó khó cái chỗ đó. Và lại thưa quý vị, đeo khẩu trang là bây giờ ai cũng thấy rằng nó làm giảm cái mức độ gọi là gì, Covid-19 lây lan. Chúng ta biết đó là trong những ngày qua đó, nước Mỹ sau cái ngày Memorial Weekend nó mở cửa trở lại với nhiều nước, nhiều nơi bây giờ là gọi như là, tôi dùng cái chữ là banh càng, thấy không? California hôm thứ Sáu vừa rồi thưa quý vị, đạt con số đầu tiên mà gọi là một cái cột mốc lịch sử là trên 500.000 người bị bệnh Covid-19, California nhá. Đi xa một chút xíu, đó, nửa vòng trái đất ở nước Việt Nam, hôm thứ Sáu là 3 người bị chết trong vòng một ngày. Bệnh nhân mới nhất là 52 tuổi. Còn trước đó là đầu tiên là một ông là 72 tuổi ở Hội An. Việt Nam sau 99 ngày không có người bị bệnh. Và sau nguyên cái Covid-19 Việt Nam không ai chết, thì cái ngày 31 tháng 7 vừa rồi là lần đầu tiên Việt Nam có người bị thiệt mạng vì Covid-19. Và Đà Nẵng bây giờ đang là cái ổ dịch con lớn nhất nước. Và bây giờ người ta phải làm một cái bệnh viện gọi là dã chiến ở huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố 15 cây số, có 200 giường bệnh để chuẩn bị chữa. Việt Nam bây giờ đang khó khăn cái chuyện đó. Trở lại nước Mỹ chúng ta thấy bệnh dịch kia đang hoành hành mà bảo là không đeo khẩu trang, cái chuyện lạ. Nên là tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ không những là California mà bây giờ nhiều tiểu bang đó, bắt đầu là nằm trong cái vùng dịch bệnh. Bây giờ bắt đầu dịch bệnh ở Mỹ bắt đầu nó chuyển qua vùng Trung Tây nước Mỹ, thấy không? Bao gồm các tiểu bang nào? Ohio, Iowa, Indiana, Kansas, Nebraska đó, rồi chưa kể ở phía nam nữa là một số tiểu bang ví dụ Tennessee đó, chưa kể là Florida, California và Arizona trong những ngày qua. Quý vị thấy không? Tình trạng nó lây lan như vậy mà bảo là không đeo khẩu trang thì chuyện lạ. Nhưng mà cái chuyện này đó, nó lại một lần nữa cho thấy là fake news mà nó có dụng ý. Nãy tôi kể quý vị rồi, thấy không? Cái nơi mà truyền đi đầu tiên là Breitbart News. Breitbart News là một cái trang web của nhóm cực hữu mà ủng hộ người da trắng, gọi là thước tôn da trắng. Chúng ta biết rồi, biết Breitbart News là ai biết rồi, không? Không cần phải nói nhiều. Cái này nó làm cho người ta thấy nó giống như là hồi tháng 5 nó có một cái trường hợp là cũng một cái nhóm đưa ra một cái phim dài 26 phút, nó gọi là Plandemic, cũng chiếu khắp nơi. Và những cái người mà gọi là chuyên môn nghĩ đến cái thuyết âm mưu và những người cực hữu họ khoái lắm. Tôi có một số người bạn họ bỏ lên cả Facebook của họ luôn, rồi họ bỏ YouTube, bị kéo xuống, bị kéo xuống. Bởi vì sao? Trong cái phim này nó toàn là thuyết âm mưu không. Nó nói cái gì? Nó bảo là có người tạo ra Covid-19 này, đúng không? Để mà kiếm lợi trong đó, để mà bán thuốc, bán khẩu trang, bán quần áo, vân vân và vân vân. À, hồi đó là YouTube này, Facebook, Twitter và Instagram phải kéo các phim này xuống. Plandemic, quý nào là quý vị nào mà đánh vô chữ Plandemic là biết liền, thấy không? Plandemic tức là có kế hoạch một cái gọi là tạo ra như vậy, nó thuyết âm mưu ghê lắm, thấy không? Nhưng mà cái Plandemic này thì lại không thấy nhắc tới Trung Quốc. Bởi vì Mỹ bảo là Trung Quốc xuất phát từ cái là Vũ Hán ra cơ mà. Thì trong cái Plandemic thì không nói cái chuyện đó. Quý vị coi cái phim đó mới thấy một phụ nữ đứng mặt đằng đằng sát khí, làm thế ghê, nó làm giống như thật vậy đó, bị kéo xuống luôn đó. Thì nó cho thấy thưa quý vị là cái video mà của nhóm gọi là America's Frontline Doctor đó, trong vòng 6 giờ đồng hồ 14 triệu người coi, 14 triệu người coi thưa quý vị. Nó gọi là go viral luôn đó. Nó giống như là lâu lâu chúng ta thấy một vài cái video nào mà nó hay đó, tự nhiên người ta share mà share là quý vị khi mà ta chia sẻ với nhau, nó lên không những là cấp số cộng mà nó là cấp số nhân, mà không những là nhân mà nhân lũy thừa luôn đó. Còn riêng cái Plandemic đó mà hồi đó đó mà bỏ lên Facebook đó, 16 triệu người, 16 triệu người xem, 16 triệu lượt người xem, 16 triệu lượt người xem. Thì cái anh mà gọi là hồi nãy tôi nói gọi là America's Frontline Doctor đó, là chỉ có một cái ngày thứ hai thôi đó, là trên Facebook với YouTube với Twitter là họ phải bỏ lên là trong 6 giờ đồng hồ thưa quý vị là 14 triệu người coi. Thì lý do ba công ty này họ nói rằng là gì? Cái video này nó vi phạm chính sách của họ về chuyện là chia sẻ thông tin không đúng, thông tin sai trái về Covid-19. Nó gọi là misinformation related to the coronavirus. Quý vị biết không, anh Facebook á, thời gian vừa rồi á, anh còn chi tiền cho một số cơ quan truyền thông để đi làm những phóng sự viết những bài về ảnh hưởng Covid-19. Tôi biết ở trong cộng đồng Việt Nam có ít nhất là 3 cơ quan truyền thông. Mỗi một cơ quan truyền thông được gần 100.000 đô la để làm cái chuyện này. Bây giờ người ta không chấp nhận cái chuyện này, người ta không chấp nhận, thấy không? Đó. Thì ngay lập tức đó, cái bà Kelly Wall là chủ tịch Đảng Cộng hòa của Arizona đó, bà này cũng tweet cái video này ra luôn. bà nói rằng là bà nói rằng là gì? Nếu mà đó, đếm ra đó là bà có tới 84.2 triệu follower nguyên cái đêm thứ hai không thôi, coi cái video của bà. Trời, dễ sợ chứ quý vị. Trên một cái platform thôi là mười mấy triệu, trong 6 giờ đồng hồ là 14 triệu. Mà đến tối thứ hai đó là tức là sốc, mặc dù kéo xuống họ vẫn một số người họ lấy được. Họ biết trước khi bị kéo là họ lấy được, họ share ra. Đó. Thì trở lại với Tổng thống Trump. Thì qua ngày hôm sau là ngày thứ ba. Đó. Khi mà được hỏi cái này trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump bênh mấy ông bác sĩ này. Ông nói như thế này: vì một lý do gì đó có vẻ như là Internet muốn lấy những này xuống. Tôi nghĩ rằng đây là những bác sĩ rất đáng trân trọng, respected doctor. Đó. Trong đó có một phụ nữ mà làm người ta chú ý khi bà đưa ra những tuyên bố về chuyện này. Đó. Bà này rất thành công trong cái chuyện chữa bệnh, và họ đã lấy cái giọng của bà ra. Thế khi mà kéo xuống là không cho bà tiếng nói nữa. Đó. Tôi không hiểu tại sao họ kéo những video này xuống. Có thể có một lý do nào đó, nhưng mà đúng ra họ không nên làm. Maybe they didn't. Đó, đó. Ý là ông nói thưa quý vị, tôi nhắc lại quý vị là tôi cũng không hiểu Tổng thống Trump luôn. Hôm trước bảo là đeo khẩu trang là yêu nước, bây giờ lại share cái này ra bảo một cách nào đó là không nên đeo khẩu trang. Tôi cũng bị tàu hỏa nhập ma luôn, không biết làm sao mà tôi tin luôn. Thì cái câu chuyện đó như vậy nó làm cho người ta thấy rằng là gì thưa quý vị? Trong thời buổi bây giờ, cái hay của những người này là cái này. Tea Party, họ đứng đằng sau vụ này nha. Họ biết rằng là có những người đang mong đợi. Đang mong đợi, thấy không? Một cái gì đó ngược lại, đúng với cái ý của họ. Đúng với cái ý của họ. Bởi vì trong thời gian qua quý vị thấy nè, có nhiều người cái Tổng thống Trump bảo ôi cái Covid-19 này là trò đùa ở host. Trò đùa, ngài không chịu đeo khẩu trang, đến thậm chí mà ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ đa số của Thượng viện đeo, ông phó Tổng thống Mike Pence đeo, ngài cũng không chịu, mãi cho tới khi đi vào bệnh viện Walter Reed bị bắt đeo, bởi vì chỗ đó là bắt buộc phải đeo thì ngài mới đeo, và rồi sau đó ngài mới tweet ra. Đó, người ta bảo thôi vậy cũng được, ngài là coi như là thấy cái vấn đề rõ, nhưng bởi vì thưa quý vị, người dân chết hôm thứ Năm vừa rồi, nước Mỹ lần đầu tiên số người chết đạt con số trên 150.000 người. Trên 150.000 người. Và con số người bị bệnh bây giờ đang trên đường đạt tới con mức là 5 triệu người. Và như tôi nói lại quý vị, hôm thứ Sáu rồi California lần đầu tiên đạt con số nửa triệu người bị mắc bệnh. Và bây giờ có 13 tiểu bang là bây giờ người ta kêu là phải đóng cửa. Đó. Mà vẫn có người không tin cái điều này. Và Tea Party biết được cái điều này là quý vị không tin thì chúng tôi đưa cái điều quý vị không tin. Cho nên người ta share ghê lắm. Thì fake news nó có cái đặc biệt của nó là như thế. Quý vị thấy không? Bây giờ ví dụ dễ lắm, tôi biết quý vị đang mơ ước một cái điều gì đó, là tôi sẽ làm cách nào nói đúng cái đó là bảo đảm quý vị tin liền. Tôi cũng bị đấy, nhưng mà không bị ấy. Nhưng mà nhờ tôi làm truyền thông thì tôi cũng đỡ rồi, tôi thấy một cái gì lạ lạ tôi bảo ê khoan đã, coi từ từ phải kiểm tra kiểm chứng chứ không tôi hố chết. Chứ ở đây có nhiều cơ quan truyền thông, tôi nói quý vị luôn là có một cơ quan truyền thông công giáo rất nổi tiếng ở vùng trong Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu đưa tin là fake news rồi, cũng bị hố luôn rồi. Mà buồn cười cái chỗ này nè, những người mà ta đưa fake news, người ta lỡ đưa, người ta coi như không biết, không bao giờ ta nhận hết á, không bao giờ nhận thì quê quá luôn, coi như tón tè luôn, nó cũng vui. Vì nhất là bị người khác biết đó, mà tôi cũng tế nhị lắm, tôi biết một số bạn bè tôi mà đưa fake news, tôi không nhắc nữa, tôi biết tôi mấy ngày sau thấy họ kéo xuống rồi, tôi không nhắc, mình nhắc vậy kỳ lắm, người ta kéo xuống là ta biết rồi, không? Thì đó là câu chuyện mà buồn cười trong tuần, đáng chú ý chia sẻ cùng quý vị. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.